Hoàng thượng giá đáo. Phụ hoàng, người còn không hết, làm gì có chuyện đi đốt, còn nói không phải. Vậy làm sao huynh biết Tam điện hạ xin cưới ta? Chuyện Tam điện hạ xin cưới quận chúa, người khắp thiên hạ đều biết. Ta thấy quận chúa không chỉ mất trí nhớ mà còn mất cả trí khôn. Nhưng nói đi phải nói lại, một nữ nhân ăn chơi phá phách như quận chúa, không nam nhân nào dám cưới. Cô lên thật hả? Huynh tưởng bổn công chúa không dám sao? Được, buông ta ra. Cô chắc chắn không có quan hệ gì với ta. Muội nghĩ nhiều rồi, cũng vì ta không ghét bỏ muội. Ai nói chứ, huynh không đi mà coi, những người thích bổn quận chúa xếp thành hàng dài kia kìa. Tiếc là